Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Israel tuyên bố tấn công đội khủng bố ở miền nam Liban. Israel cho biết đang sử dụng AI để xác định và tấn công các mục tiêu mới của Hamas. Trong khi đó, Hamas đe dọa không ngừng tấn công Israel. Tổng tư lệnh Ukraine nói cuộc chiến đang tiến gần giai đoạn mới có lợi cho Nga. Tổng thống Nga ký luật rút khỏi hiệp ước cấm thử hạt nhân. Philippines yêu cầu các tàu của Trung Quốc ở Scarborough rời đi ngay lập tức. Góc nhìn và bình luận, khủng hoảng tứ bề, ông Tập muốn dựa vào Mỹ để kéo dài sự sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại liên lạc thường kỳ. Thủ tướng Hà Lan chú ý đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế tối ngày 2 tháng 11 của DKN. Mở đầu chương trình là tình hình về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã tấn công một đội khủng bố đang cố gắng phóng tên lửa chống tăng từ lãnh thổ phía nam Liban về phía Israel ở khu vực Lipna vào ngày 2 tháng 11. Israel cũng cho biết, những kẻ khủng bố cũng bắn tên lửa chống tăng nhằm vào một đồn của IDF ở vùng Manara. Israel báo cáo không có thương vong. Tin tiếp theo, ngày 2 tháng 11, Tổng cục Tình báo Quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel IDF cho biết trung tâm mục tiêu của họ đã xác định được khoảng 1.200 mục tiêu mới của Hamas ở Giải Gaza. Cơ quan này nói rằng hàng trăm binh sĩ Israel đang nỗ lực tìm ra các mục tiêu mới trên quy mô lớn. Israel cho biết Tổng cục tình báo quân đội Israel đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và các công cụ tự động để tìm ra các mục tiêu đáng tin cậy một cách nhanh chóng và chính xác. Một sĩ quan cấp cao nói rằng có các công cụ lần đầu tiên được sử dụng để cung cấp ngay cho lực lượng mặt đất ở giải Gaza thông tin cập nhật về các mục tiêu cần tấn công. Cho đến nay, IDF đã cho biết họ đã tấn công hơn 12.000 mục tiêu ở giải Gaza. Chuyển đến một thông tin khác. Ngày 2 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Đức tuyên bố, nước này sẽ cấm các hoạt động của Hamas cũng như các nhóm Samidown, mạng lưới đoàn kết tù nhân Palestine. Theo đó, bà Nancy Fisher đã nói trong một tuyên bố: "Với Hamas, hôm nay tôi đã cấm hoàn toàn các hoạt động của họ, một tổ chức khủng bố có mục tiêu tiêu diệt nhà nước Israel." Bà cho biết thêm, Samidown cũng sẽ bị giải tán, bà cho rằng mạng lưới đoàn kết tù nhân Palestine Samidown hoạt động tuyên truyền chống Israel và chống Do Thái. Trong khi đó, quan chức văn phòng chính trị Hamas đã cảnh báo nhóm này sẽ liên tục tiến hành các cuộc tấn công tương tự như vụ đột kích mở màn ngày 7 tháng 10 cho tới khi hủy diệt Israel. Truyền thông Anh ngày 1 tháng 11 dẫn lời ông Gaji Hamas, quan chức văn phòng chính trị của lực lượng vũ trang Hamas, đã nói Cơn lũ Al-Aqsa chỉ là trận đầu và sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư vì chúng tôi có lòng quyết tâm, giải pháp và sức chiến đấu. Ông Gaji Hamad Nhắc tới cụm từ cơn lũ Al-Aqsa, cách mà Hamas gọi cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào lãnh thổ Israel hôm ngày 7 tháng 10 khiến hơn 1.400 người chết. Quan chức chính trị của Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng trả giá và tự hào về những thành viên đã thiệt mạng. Ông Hamas cũng nói rằng Israel là quốc gia không có chỗ trên giải đất của họ. Về phía Israel, hôm ngày 1 tháng 11, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố cứng rắn rằng sẽ tiếp tục cuộc xung đột với Hamas dù phải chịu tổn thất đau đớn trong chiến dịch trên bộ ở giải Gaza. Chuyển đến phần tin tức liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Tổng tư lệnh Ukraine cho biết cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đang tiến tới một giai đoạn mới, một giai đoạn có thể cho phép Moscow xây dựng lại sức mạnh quân sự. Ngày 1 tháng 11, trong một bài báo đăng tải trên tờ The Economist, tướng Valery Jaluzhani cho biết Quân đội của ông cần những năng lực quân sự mới quan trọng, cũng như sự đổi mới công nghệ để đạt được sự đột phá trong giai đoạn mới của cuộc chiến. Ông Zelensky cho rằng một cuộc chiến tiêu hao và kéo dài sẽ có lợi cho Nga, cho phép nước này xây dựng lại sức mạnh quân sự. Điều đó sẽ dẫn đến việc quân đội và nhà nước Ukraine bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Ông Zelensky cũng đồng thời chỉ ra lợi thế về sức mạnh của không quân Nga là một yếu tố khiến cho việc tiến công của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Ông kêu gọi kỹ tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái để giảm sức mạnh của lực lượng phòng không Nga. Ông cho biết Ukraine phải tiến bộ hơn trong việc tiêu diệt pháo binh Nga và phát minh ra công nghệ phá mìn tốt hơn. Vị tư lệnh của Ukraine cho rằng nguồn viện trợ của phương Tây không đủ để đối phó với các bãi mìn của Nga trải dài tới 20 km ở một số khu vực. Theo ông Zalus ưu tiên hàng đầu của Ukraine là xây dựng lực lượng dự bị mặc dù năng lực huấn luyện lực lượng này còn hạn chế. Ông viết, chúng tôi đang cố gắng khắc phục những vấn đề này. Tổng tư lệnh Zaluzhny đưa ra những bình luận này sau gần 5 tháng Ukraine phát động cuộc phản công lớn nhưng chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào trước các tuyến phòng thủ được giải mìn dày đặc của Nga. Trong khi đó, ngày 2 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua đạo luật hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện, đảo ngược quyết định hơn 20 năm trước. Theo tài liệu được công bố trên cổng thông tin chính phủ Nga ngày 2 tháng 11, dự luật được tổng thống Putin ký thông qua nhằm khôi phục tính bình đẳng trong các cam kết kiểm soát vũ khí hạt nhân. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Nga tuyên bố rằng họ sẽ không tiếp tục thử nghiệm trừ khi Washington làm như vậy và việc hủy phê chuẩn hiệp ước không làm thay đổi lập trường hạt nhân hoặc cách nước này chia sẻ thông tin về các hoạt động hạt nhân của mình. Một số chuyên gia kiểm soát vũ khí phương Tây lo ngại rằng Nga có thể đang tiến tới một cuộc thử nghiệm nhằm đe dọa và khơi dậy nỗi sợ hãi trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine. Trước đó, vào ngày 5 tháng 10, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng ông chưa sẵn sàng cho biết liệu Moscow có nên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân hay không. Sau khi một số chuyên gia an ninh và nhà lập pháp Nga kêu gọi thử bom hạt nhân như là một lời cảnh báo đối với phương Tây. Các chuyên gia của phương Tây cũng lo ngại rằng nếu như việc này xảy ra, nó có thể mở ra một kỷ nguyên mới về thử nghiệm hạt nhân ở cường độ lớn. Chuyển đến một diễn biến tại Biển Đông. Đầu tuần này, quân đội Trung Quốc nói rằng một tàu quân sự Philippines đã di chuyển trái phép vào vùng biển gần bãi cạn Scarborough, đồng thời thúc giục Manila dừng ngay các hành vi xâm phạm và khiêu khích. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 11, Bộ Ngoại giao Philippines đã đáp trả rằng tuyên bố nói trên của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý và chỉ nhằm mục đích làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng chính Trung Quốc mới đang xâm phạm vùng biển của Philippines. Phía Philippines lập luận rằng bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này và nước này có quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán đối với Scarborough. Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh Philippines yêu cầu các tàu của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 km và cách bờ biển Đông Nam Trung Quốc khoảng 1.000 km. Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn này. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines. Theo hãng tin Reuters, mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc gần đây đã xấu đi, phần lớn là do tổng thống Philippines quyết định tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, bao gồm cả việc cho phép Mỹ tiếp cận thêm nhiều căn cứ quân sự ở Philippines. Liên quan đến quan hệ Mỹ Trung, Bắc Kinh và Washington đã thống nhất về nguyên tắc rằng ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với tổng thống Joe Biden trong hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11. Các nhà phân tích tin rằng, khi xung đột quốc tế ngày càng gia tăng, nền kinh tế trong nước của Trung Quốc đang gặp khó khăn lớn. Ông Tập Cận Bình đến thăm Hoa Kỳ vì muốn sử dụng quyền lực của Hoa Kỳ để kéo dài tuổi thọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và xoa dịu cuộc khủng hoảng của mình. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị bao vây tứ phía. Bong bóng bất động sản, bùng nổ nợ địa phương, khủng hoảng tài chính, dòng vốn đầu tư nước ngoài rút ồ ạt, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, dịch bệnh thường xuyên hoành hành cùng với cuộc đấu tranh nội bộ khốc liệt ở cấp cao. Chính quyền này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bản thân ông Tập Cận Bình cũng đang gặp nguy hiểm, điều này có thể khiến những lời tiên đoán xa xưa về vụ ám sát nhà lãnh đạo trở thành hiện thực. Mặc dù ông Tập đã mạnh mẽ tiêu diệt những người bất đồng chính kiến và thanh trừng quân đội, nhưng ông Tập vẫn không thể có được sự an toàn. Trên bình diện quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng chiến lược toàn cầu, bao gồm xuất khẩu hệ tư tưởng Độc quyền chuỗi cung ứng, đe dọa an ninh biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, cũng như thiết lập các liên minh với Triều Tiên và Liên bang Nga. Những điều này đã dẫn đến việc các xã hội tự do phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, thắt chặt xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc và nhắm đến sự phát triển quân sự của quốc gia này. Theo báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, đối mặt với vô số khủng hoảng, ông Tập Cận Bình biết rằng chỉ bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ thì ông mới có thể giảm bớt áp lực. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau khi xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng lớn, Hoa Kỳ đã giúp đỡ họ giải quyết các cuộc khủng hoảng đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tìm đến Hoa Kỳ để được giúp đỡ trong mọi cuộc khủng hoảng lớn. Trong lịch sử, mỗi khi đảng này gặp khủng hoảng lớn, chính quyền sẽ quay sang Hoa Kỳ để giải quyết khủng hoảng và thoát khỏi rắc rối. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếm quyền, tổ chức này yếu đuối nên đã ra sức ca ngợi hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, tỏ rõ thiện chí với Hoa Kỳ. Sau khi tiếm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên thù địch với Hoa Kỳ và tuyên bố lật đổ chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Ngày 7 tháng 11 năm 1950, Mỹ ngừng kinh doanh với Trung Quốc, áp đặt lệnh cấm vận toàn diện đối với Bắc Kinh và kêu gọi các đồng minh áp đặt lệnh cấm vận đối với Trung Quốc. Ngày 18 tháng 5 năm 1951, theo kế hoạch của Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết thực thi lệnh cấm vận đối với Trung Quốc. Trong chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hỗ trợ cho Bình Nhưỡng. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ. Trung Quốc biết sức mạnh của Hoa Kỳ, chính quyền này không dám đánh giá thấp Hoa Kỳ. Phong trào cách mạng văn hóa và sự dặn nứt trong quan hệ Trung Xô đã đẩy nền kinh tế của Trung Quốc đến bờ vực sụp đổ. Bản thân nhà cầm quyền Trung Quốc khi đó là Mao Trạch Đông cũng vô cùng lo sợ về một cuộc khủng hoảng quyền lực. Lúc đó, ông ta cần ngoại lực để xoa dịu cơn khủng hoảng. Vào tháng 3 năm 1971, tại Đại hội Bóng bản Thế giới lần thứ 31 được tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mời đội tuyển Mỹ đến thăm Trung Quốc. Việc hòa giải quan hệ Trung-Mỹ khiến Mao Trạch Đông thở phào nhẹ nhõm và giải quyết được cuộc khủng hoảng quyền lực. Đây được coi là thành tựu to lớn của Mao vào thời điểm đó. Ngày đầu năm mới năm 1979, Trung Quốc và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 29 tháng 1, Đặng Tiểu Bình đến thăm Hoa Kỳ và ký một số hiệp ước song phương, thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ Trung Quốc Mỹ. Được sự chứng thực của Mỹ, ngày 17 tháng 2 cùng năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc tung hàng trăm nghìn quân tấn công Việt Nam. Sau đó, Mỹ đã bán các radar tiên tiến, máy bay trực thăng vận tải, thiết bị trinh sát điện tử và máy tính được trang bị phần mềm quân sự tiên tiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đã nâng trình độ quân sự của Trung Quốc lên một tầm cao hơn rất nhiều. Một cuộc khủng hoảng chính trị lớn khác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt đó là vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989. Cuộc đàn áp đẫm máu của nhà cầm quyền đối với sinh viên và người dân đã gây chấn động thế giới. Mỹ ngay lập tức công bố một số biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Các cuộc trao đổi cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ đột ngột chấm dứt. Cộng đồng quốc tế cũng gia nhập tổ chức trừng phạt đối với Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất đi sự ủng hộ của quần chúng trong nội bộ, bị trừng phạt từ bên ngoài và một lần nữa lại rơi vào khủng hoảng biến cố ngày 4 tháng 6 năm 1989 là dấu hiệu cho thấy Mỹ biết rằng không thể thực hiện những thay đổi chính trị ở Trung Quốc nữa. Kể từ đó, trong quan hệ Mỹ-Trung đã có những thay đổi cơ bản. Tiêu chuẩn của Mỹ là hợp tác về kinh tế, thương mại và trao đổi văn hóa thì có thể, nhưng về các vấn đề an ninh quốc tế và nhân quyền thì Mỹ cần gian đe. Tuy nhiên, ngay sau sự kiện ngày 4 tháng 6, cựu Tổng thống George Bush đã cử một đặc phái viên đến Bắc Kinh để thăm bí mật và sau đó quan hệ với Trung Quốc lại dần được khôi phục. Động thái này được coi là một sai lầm lớn trong chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Trung Quốc. Điều đó đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đang bị cô lập, bất lực và đang gặp khủng hoảng lớn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Không có giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan, ông Tập Cận Bình hy vọng dùng Mỹ để kéo dài sự sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà văn độc lập Gia Cát Minh Dương tin tưởng rằng thời điểm này khác với quá khứ số phận của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập là không thể đảo ngược. Ngày nay, Mỹ và toàn bộ xã hội phương Tây đang hết sức cảnh giác với chính quyền này, dù đó là chính trị, kinh tế hay quân đội. Ông Mitch McConnell, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, mới đây cũng đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với các đối tác thân thiết đã hình thành một trục ma quỷ mới trong bối cảnh toàn cầu phức tạp với các cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và chiến tranh Israel-Hamas. Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cung cấp cho Nga máy bay trực thăng, máy bay không người lái, thiết bị nhắm mục tiêu quang học và kim loại quan trọng cho quốc phòng. Nga đã công khai thừa nhận rằng hầu hết máy bay không người lái mà họ sử dụng đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Người ủng hộ đằng sau các cuộc tấn công khủng bố gần đây của Hamas nhằm vào Israel được cho là Iran, và Iran lại là đồng minh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Iran và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự vào năm 2021. Giới quan sát không loại trừ khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thao túng một cuộc chiến tranh ủy nhiệm gián tiếp nhằm đánh lạc hướng Hoa Kỳ trong việc kiềm chế Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến Israel-Hamas, ông McConnell đã nói, chúng tôi biết họ đứng về phía ai. Ngoài ra, Triều Tiên và Syria nằm ở ngoại vi của hai chiến trường này, đồng thời cũng là những đồng minh trung thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Gia Cát Minh Dương nhận định rằng, đối mặt với tình hình quốc tế như vậy, việc ông Tập Cận Bình muốn Hoa Kỳ ủng hộ mình và tiếp tục để Hoa Kỳ kéo dài sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc có lẽ là quá phi thực tế. Nhưng ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ thỏa thuận vô điều kiện với ông Biden. Trong tay ông Tập có hai con bài, một là chiến tranh Nga-Ukraine, hai là xung đột Hamas-Israel. Ông ấy có khả năng sẽ sử dụng điều này để đàm phán với các điều kiện với Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ từ bỏ việc ủng hộ Nga và Hamas để Mỹ từ bỏ phong tỏa công nghệ cao, ngăn chặn quân sự đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Gia Cát Minh Dương nói thêm, nếu chuyến đi của ông Tập diễn ra như ý muốn thì nó không chỉ kéo dài sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn giảm bớt đáng kể cuộc khủng hoảng của chính ông Tập. Nhưng tình hình thế giới ngày nay lại tái xuất hiện hai phe lớn đối đầu nhau. Liệu Mỹ có đáp ứng được mục tiêu của ông Tập hay không? Đó không phải là điều mà ông Tập có thể kiểm soát. Chuyển đến bán đảo Triều Tiên Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 2 tháng 11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên trả lời các cuộc gọi hàng ngày qua kênh liên lạc liên triều. Hai miền Triều Tiên đã thực hiện các cuộc gọi thường kỳ mỗi ngày hai lần vào lúc 9 giờ và 17 giờ trong khuôn khổ liên lạc giữa hai miền. Tuy nhiên các cuộc gọi thường kỳ này không được trả lời kể từ ngày 7 tháng 4 năm nay. Tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề cập đến vụ giải cứu một tàu của Triều Tiên mắc kẹt ở vùng biển phía đông ngày 29 tháng 10 vừa qua. Theo đó nhấn mạnh, kênh liên lạc liên chiều là một kênh cần thiết để thông báo và tham vấn về thảm họa và cứu hộ trên biển, vì vậy nó không nên bị ngừng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bộ thống nhất Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về tình hình kênh liên lạc hiện nay, đồng thời kêu gọi phía Triều Tiên nhanh chóng nối lại và bình thường hóa kênh liên lạc này để có thể đưa ra các biện pháp chung trong trường hợp khẩn cấp. Trước đó vào ngày 1 tháng 11, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Tàu tuần tra của nước này đã tiếp cận tàu của Triều Tiên gặp nạn sau khi máy bay tuần tra trên biển phát hiện tàu này trô dạt ở vùng biển gần đường giới hạn phía Bắc. Quân đội Hàn Quốc cũng đã cung cấp lương thực và nước cho những người trên tàu trước khi nhà chức trách Triều Tiên lai dắt tàu. Theo phía Hàn Quốc, trong vụ việc lần này, do phía Triều Tiên không trả lời cả ba kênh liên lạc liên triều, bao gồm cả đường dây quân sự, Seoul đã thông báo tình hình cho Triều Tiên thông qua Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc và các kênh liên lạc hàng hải quốc tế chuyển đến một thông tin khác. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã cho biết doanh nghiệp Hà Lan chú ý đến thị trường Việt Nam nhờ ổn định xã hội và môi trường kinh doanh thuận lợi. Thủ tướng Mark Rutte khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng của Hà Lan tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương mà kinh tế là vị trí số một, đồng thời tiếp tục thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu. Về phía Việt Nam, ông Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và khuyến khích doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Hai bên cũng đề cập đến các lĩnh vực như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thăm dò, khai thác bền vững khoáng sản quan trọng, quốc phòng, an ninh, hải quan, hàng hải, logistics. Hai bên cũng thảo luận về vấn đề Biển Đông và đưa ra nhận định rằng cần giải quyết các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.